Mới đây, Hương Giang lên tiếng xác nhận đã đường ai nấy đi với Đình Tú sau gần 6 năm gắn bó. Không nói rõ lý do chia tay nhưng Hương Giang khẳng định chuyện tình cảm của họ không liên quan tới người thứ ba. Về phía Đình Tú, anh từ chối tất cả những câu hỏi liên quan tới chuyện tình cảm với Hương Giang cũng như về nguyên nhân đổ vỡ giữa hai người. Trên trang cá nhân, Đình Tú vẫn tương tác với khán giả, khoe body 6 múi và những hình ảnh liên quan tới bộ phim Thương Ngày Nắng Về. Về phía mình, Huyền Ly Di thừa nhận cô và Đình Tú là cặp đôi khá ăn ý trên màn ảnh. Cô cũng khẳng định những nụ hôn của Đình Tú và Huyền Ly Di trên phim đều là hôn thật. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.